Đại học Hồng Kông cho biết, nhóm nghiên cứu đã phân lập thành công chủng Omicron vào ngày 29 tháng 11, bốn ngày sau khi vùng lãnh thổ này ghi nhận hai trường hợp nhập cảnh nhiễm Omicron. Hiện nhóm đang tiếp tục phân lập và nuôi cấy để thu được nhiều virus hơn nhằm sử dụng vào các thí nghiệm tiếp theo. Virus sau khi nuôi cấy sẽ được sử dụng vào các mô hình động vật để đánh giá khả năng lây truyền, thoát miễn dịch và khả năng gây bệnh. Nhóm cũng đang tích cực tìm kiếm các khả năng để hợp tác phát triển và bào chế vaccine bất hoạt toàn tế bào. Hồng Kông là một trong những vùng lãnh thổ đầu tiên trên thế giới ghi nhận các ca COVID-19 nhiễm Omicron ngoài Nam Phi. Hiện đã có 3 trường hợp nhập cảnh vào Hồng Kông được xác nhận nhiễm biến thể này. Chính quyền đặc khu đã quyết định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất.